Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Hai người đã bị bắt và một cảnh sát viên bị thương nhẹ sau đêm biểu tình thứ hai ở thành phố St. Louis thuộc bang Missouri. Tình trạng bất ổn xảy ra sau vụ một sĩ quan cảnh sát không đang làm nhiệm vụ nổ súng bắn chết thiếu niên da đen Vondrick Myers Jr. Cảnh sát cho biết Myers có súng và đã nổ súng bắn cảnh sát khi bị bắn. Cháy rừng tiếp tục lan rộng ở miền Bắc bang California, đe dọa 1.000 ngôi nhà và buộc nhiều người phải sơ tán. Trong khi đó, các nhà điều tra đã truy ra nguyên nhân gây hỏa hoạn chết người gần công viên quốc gia Yosemite là do một tia lửa bắn ra từ một chiếc xe. Một phi công lái máy bay chữa cháy đã tử nạn khi đang làm nhiệm vụ. Tổng thống Barack Obama đang có chuyến đi vận động gây quỹ kéo dài 3 ngày cho những thành viên đảng Dân Chủ ở bang California trước cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.